Bạn tên gì? Em tên Trần Văn Lộc, em năm nay 25 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Làm nghề gì bạn? Dạ, em hiện tại đang làm nhân viên y tế học đường ạ. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Đậu Thị Hậu ạ. Em năm nay 25 tuổi ạ, cũng làm nhân viên y tế học đường ạ. Ủa, sao giống nhau vậy? Ủa, cụ thể công việc đó là làm gì em? Ở trong trường học làm hồ sơ, sổ sách, rồi khám sức khỏe, nói chung là mọi thứ luôn chị. Quê em ở đâu? Hòa Thành Quế ạ. Hòa Thành Quế là đâu anh Linh? Quê Thành Hóa. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay tôi bị... Ê, vô đây lâu chưa? Em vào đây cũng gần được 2 năm ạ. À, bây giờ mình ở đây, mình ở với ai, ở đâu? Em ở với bà con ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở Đồng Nai luôn anh. Quê Đài Nông. Ở đâu? Quê ở Đài Nông. Đồng đó. Em giới thiệu về mình một chút xíu, những cái ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em chắc là cũng biết nấu ăn, sửa điện hoặc là sửa xe máy. Biết sửa điện, sửa xe máy luôn. Dạ, con gái mà men vậy. Rồi sở thích của mình thích cái gì? Em thì thích đi bơi nhưng mà bơi không nổi lên được. Với lại em thích ăn bột luộc. Bạn thích ăn gì? Dạ, em thích ăn kem ạ. Một người thích ăn mực luộc, người thích ăn kem. Chà, mà nay nó ăn mực mà ăn chung với kem chắc đâu bụng. Trời con á. Khuyết điểm của em là cái gì? Sợ ma chị. Em thấy con ma lần nào chưa? Chưa. Chưa sao sợ? Mắt mới không thấy sợ nó. Không thấy mới sợ, thấy rồi lại không sợ nó anh ạ. Có bao giờ em nằm mơ thấy ma chưa? Em nằm mơ thấy anh thôi. Nằm mơ thấy anh Linh. Trời ơi. Nằm mơ thấy anh Linh mà sợ ma, có nghe anh Linh cỡ như con ma vậy đó. Bạn hãy kể ưu điểm của bạn đi. Dạ vâng, cái ưu điểm của em thì là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Tinh mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin đó. Còn zin? Vâng. À, nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ bạn chắc khôi, anh. Khôi liền hả? Dạ chào chị. Zin zin chỗ nào? Có ai sờ soạn ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? Dạ. Em có vấn đề gì không? Không, trời ơi, em 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì hết. Dạ vâng, đúng rồi chị. Nắm thử cái coi có điện gì không? Có không chị? Sao tay ướt nhẹp vậy? Em nắm tay chị em thấy có gì không? Dạ bình thường vậy. Bình thường hả? Dạ vâng. Bất bình thường mới nguy hiểm. Dạ vâng, đúng rồi chị. Có sợ ma không? Dạ không chị. Sợ ma thì đối không luôn. Bên đó cần người ngủ chung để đỡ sợ ma. Nếu vậy càng tốt chị. Càng tốt ha. Nhưng mà giờ chưa có bồ. Dạ vâng. Bây giờ nếu quen bồ thì bao lâu đám cưới được? Trong khoảng 1 năm mình tìm hiểu có thể. Có chuẩn bị gì chưa? Có hết rồi chị. Có gì khai thử nghe coi. Nói chung là tiền đám cưới thì có, rồi nhà thì ở quê thì có, còn nếu mà sống ở trên đây thì sẽ lo sau. Nhà có ở dưới quê nhưng dạ. Mà bây giờ nếu không chịu ở quê ở trên đây thì ở sẽ tính sau. Thì bán nhà dưới quê mua nhà ở đây. Nhưng mà tiền là tiền của em hay là tiền của ba mẹ em? Tiền mà đám cưới á. Thì là tiền của em. Tiền của em. Vâng, còn đất nhà thì của bố mẹ em. Anh em đông không? Dạ nhà em có 2 anh chị em thôi. Có mấy miếng đất? Dạ nhà thì có một mảnh đất thôi. Mảnh đất phải chia 2 chứ. Chết rồi. Rồi phải mình em lấy hết đâu. Rồi sao? Thì hiện tại bây giờ chị em đi lấy chồng rồi, có gia đình rồi. Lấy về nhà chồng ở rồi đúng không? Dạ vâng. Khỏe, rất là khỏe. Bây giờ có cái khuyết điểm gì không? Dạ có chị. Khuyết điểm gì? Sợ gián chị. Sợ gián. Đứa sợ ma, đứa sợ gián. Tối vô cái mình thả một con gián vô phòng. À, anh sợ gián á, cái nhỏ kia. Anh Quyền Linh lú ra nhắc ma, sợ ma cái hai đứa ôm nhau. Hay gì? Hồi đó dưới quê có bạn trai chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Là dạ. Mình có kinh nghiệm hơn phải không? Bên đó chưa có gì hết trơn á. Em thấy cảm thấy là phấn khích về cái thông tin đó hay là em cảm thấy e ngại về cái thông tin đó? Em vui mừng chị. Vui mừng? Dạ. Hồi mà kéo màn lên mà em thấy được em chủ động tấn công, em tỏ tình ta luôn được không? Dạ không ạ. Sao vậy? Bạn con trai bạn phải tấn công chứ em. Con trai mà người ta chưa có kinh nghiệm, người ta non nớt, mình có kinh nghiệm hơn. Nói nghe nè, bây giờ á, bạn bên đây á là chưa biết cảm giác hôn thế nào. Em diễn tả cái nụ hôn đầu đời cho bạn này khoái, các bạn đồng ý liền à. Sao cảm giác cái nụ hôn đầu đời sao? Nó bình thường à. Hả? Vậy bạn kia đâu có thích đâu. Nó có gì phiêu liên không? Để bạn thử đã, bạn mới thêm biết được. Cho thử không? Cho không? Cho hôn má được. Hôn má, hôn má kỳ quá, hôn má ai hôn được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp hôn đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Hôn đại, bên kia nhào hôn đại nha. Đâu phải con gián đâu mà sợ. Ừ.
Mở tay, mở tay. Cho hung rồi. Được anh, cái này được anh. Mở ra thấy cười cái nhào vô hút liền nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay rung mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi em nhân viên mà em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Ủa bữa nay em tới đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ có chú gì với bạn của em ạ. Dạ, chào chú, chào gì? Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn này sao? Còn bây giờ nhìn thì thấy được rồi. Có cái ca hô hấp tại đây chú thấy ổn không? Thì cũng có thể à. Được ha chú ha? Dạ. Hình mẫu lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ, về cái ngoại hình thì em không có quan trọng cho lắm. Em nhiều quan trọng về cái tính cách thôi ạ. Em có thích, có không thích điểm nào ở người đàn ông không? Không thích gia trưởng, không thích bụng bự. Mắt mũi miệng rồi cần gì không? Không, mắt đừng có nhỏ quá gì. Mắt nhỏ màu đen Hàn Quốc đẹp có gì đâu. Nhưng mà nhìn dê lắm anh ơi. Ủa, bộ ai mắt nhỏ dê hả? Dạ vâng. Thôi đụng chạm nhiều nha. Bây giờ em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ, không thích là tính bốc đồng, cố chấp, em hướng. Với lại không thích con gái nhậu. Có có nhậu không? Em không biết. Không biết. Không biết nhậu được, tốt rồi. Dạ vâng. Em có phải là mẫu đàn ông sợ vợ không? Dạ không ạ. Chỉ là mẫu đàn ông sợ dáng thôi. Bảo đảm những người sợ dáng là những người sợ vợ. Không có đâu anh. Dáng còn sợ, không lẽ vợ không sợ? Vợ bự hơn con dáng. Cái con vợ nó còn ghê hơn con dáng nữa. Đúng rồi. Có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào không? Ngoại hình ưa nhìn chị, cao 1m67 trở lên ạ. Không gầy và không mập. Không gầy hả? Người chẳng có gầy. Bởi vì bạn quá mập. Rồi kéo mang lên. Nôn cặp này quá. 3, 2, 1. Nhào nhốt. Chào em. Anh có giò quà anh tặng. Dạ em cảm ơn. Nãy giờ em có nghe anh nói rồi thì em cảm nhận anh thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường anh. Vậy anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em rất là được. Được thôi à? Đúng rồi, xinh. Giờ lên trên đây em chẳng biết hỏi gì nữa đấy. Em chỉ muốn hùng thôi. Nói chuyện về tình yêu đi. Em có dự định kết hôn gì chưa? Cuối năm hoặc sang năm anh. Sau này giả sử như mà mình có kết hôn nữa thì em muốn sống ở quê anh hay là sống ở trên thành phố hay là ở đâu? Nếu mà ở quê anh xin được việc cho em thì em về đó. Con cái sao? Thì đẻ hai thôi anh. Nổi không? Anh thì dạ dưa xăng anh ơi. Xăng còn nguyên thùng mà. Cười cũng có duyên ghê nha. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Thì cũng dễ thương, nhìn cũng cứ hơi gầy một xíu thôi. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy, bốn mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng. Bạn nam hôm nay có đi với ai không? Dạ có ạ, em đi với cô đồng nghiệp và các bạn ạ. Cô thấy cháu gái tương lai mình được không ạ? Xin chào cô Cát Tường với lại chú Huyền Linh. Dạ. Tôi là đồng nghiệp của em Lộc, làm chung một bộ phận nhỏ của một cơ quan lớn. Dạ. Ở tại Đồng Nai. Thì theo chương trình nãy giờ tôi theo dõi thì tôi thấy cặp này thì cũng được á. Hiện tại giờ thì em Lộc thiếu người chăm sóc cho nên cũng hơi gầy. Thì bây giờ là có thể là em về là em chăm sóc tốt thì em Lộc nó đỡ gầy hơn bây giờ. Được hả cô ha? Được. Hết giờ. Sau 3 tiếng đếm thì sẽ có kết quả ha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1 2 3. Hình như tặng cặp nhẫn cưới cho mình. Em có thể đọc giùm anh cái dòng chữ nào được không? 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. Tức là yêu anh, suốt đời yêu anh. Ủa sao dịch số qua chữ lại? Dạ vâng. Cho chữ đó anh. Yêu anh, yêu anh. Suốt đời yêu anh. Đâu yêu anh, đây cái gì? 2 năm là dạ, yêu anh. Dạ 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. 2 năm là yêu anh, yêu anh. Dạ. 13 là suốt đời. Suốt đời. 2 năm là yêu anh. Yêu anh. Ở đâu ra quy tắc dịch vậy vậy? Mà trên mạng. Khi mà em dịch lại em phải dịch như vậy nó mới đúng. Yêu em, suốt đời yêu em. Như vậy mới đúng. Yeah. Thôi hai bạn đứng ra đây, đó tặng hai cái đi. Bây giờ cái món quà là nó vừa là 2 mà lại vừa là 1.
Một tức là nó thể hiện là yêu em suốt đời em, tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ xin giữ lại một hộp quà, đó là yêu em để coi như anh tự nhắc nhở với anh là suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em và yêu em mà thôi, không yêu ai khác. Còn cái phần quà này thì anh sẽ gửi cho em và coi như là thể hiện cái tình cảm của anh, đó là suốt đời chỉ yêu em mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. Yêu nhau suốt đời, yêu nhau. Ở tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn yêu nhau suốt đời, yêu nhau. Đó.